Hôm nay mình làm mà gỏi thì hôm nay có sườn, có ngò gai, có tắc, có cà rốt, có dưa leo. Hôm nay mình làm mà gỏi chay, dưa leo với sườn chay. Giờ mình chuẩn bị đây, cái thau nước này mình sẽ bỏ cái sườn chay vô, mình ngâm nó trên nửa tiếng để cho nó mềm hẳn thì mình mới xé ra được, chứ nó cứng cứng là xé ra nó cũng không có được. Cho ngâm và ngập nước. Đây mình chuẩn bị xong, đây là nước nước chính, đây là nước tắc, đây là nước tương, ớt, đây là xíu muối, đây là 3 muỗng đường. Để lát mình làm nước mắm và mình sẽ làm chanh tắc để mình trộn gỏi. Đây là cà rốt sắc rồi, dưa leo mình cũng đã sắc rồi, đây là ngò gai sắc rồi. Cái này là sườn chay ngâm ngâm là nửa tiếng đồng hồ để cho nó mềm, rồi mình xé nhỏ ra. Xé nhỏ bây giờ mình cho cái chảo lên. Cho cái chảo lên, bây giờ mình chuẩn bị chiên. Cho dầu để mình chiên cái sườn chay. Giờ dầu nóng rồi, mình cho cái sườn chay này vô. Mình cho một nửa thôi, mình chiên 2 lần. Mình quậy đều lên. Nó nhanh lắm. Nó cũng muốn vàng này nè. Giờ mình trộn đều 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 lên không để nó bị khét. Nó cũng nhanh vàng. Xé nhỏ thôi, mình đừng có xé bự quá. Xé bự quá không ngon. Đây cũng gần giòn rồi nè, nó gần giòn rồi, đợi xíu nữa đi, chút xíu xíu nữa là, chứ vớt ra sớm quá nó bị dẻo, nó sẽ bị dai. Nó được rồi, bây giờ mình tắt bếp rồi mình vớt nó ra, nếu mình để bếp lên là lại khét luôn, nó nhanh khét lắm. Bây giờ mình vớt ra. Giòn giậm mà nó giòn tan luôn á. Mình cho vô đây, mình là chiên hết cái kia nè, chiên hết này nè. Đây mình cũng đã chiên cái sườn chay xong rồi, bây giờ mình đi làm nước chanh chua ngọt. Đây có 3 muỗng đường dung, mình cho hết cái tắc vô. Quậy lên đều. Bây giờ cái nước tắc này cũng đã tan rồi, bây giờ mình trộn. Mình cho dưa leo vô đây. Cho cà rốt. Mình sẽ rưới cái nước tắc với đường này vô. Vô 5 muỗng đi. 5 muỗng mình trộn. Nó chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Thử miếng. Chua chua. Rồi giờ mình cho cái này vô luôn. Cái này nó có chiên, nó có chất dầu á, bỏ vô rất là ngon. Mình cho cái rau này vô luôn. Để đây cho thấm đi, thấm xíu đi, giờ mình đi làm nước mắm.
Bây giờ mình làm nước mắm chay. Mắm chay thì mình còn cái nước tắc với đường này. Mình cho vô đây miếng nước tương để mình lấy cái nó ra màu nước mắm. Và mình cho vô đây muối. Một nửa muối đi. Nửa muối đi, chút nó thiếu mình cho thêm nha. Mình cho vô đây ớt. Ớt này là loại ớt không cay. Mình cho vô đây 2 muỗng nước chín. Giờ mình nêm thử. Nó thiếu cái độ mặn. Giờ mình còn miếng muối nè, mình cho vô luôn. Nó có nước tương vô, nó y chang như cái nước mắm mặn của mình vậy đó. Giờ nêm lại. Ngon rồi đó. Nó ngon, nó y chang nước mắm mặn nhưng mà nó không có nghe mùi nước mắm thôi. Này là nước mắm chay. Thì bây giờ mình chế vô đây. Mình chế vô đây 3 muỗng. Mình để cho nó thấm. Đũa mình sắp lên. Cái sườn chay mình chiên á, nó có dút dầu vô đây nè. Nó thấm á, nó thấm chua chua mặn mặn ngọt ngọt có ngon á. Cái này chay mặn đều dùng được hết. Ăn có dưa leo nó giòn, nó giòn. Nó giòn ăn đỡ ngán. Giờ mình thử cái cọng này. Ngon lắm luôn á. Nó thấm vô á. Nó thấm vô chua chua, mặn mặn ngọt ngọt. Tại mình cho 3 cái muỗng nước mắm chay vô, nó có độ chua chua mặn ngọt nó ngon. Leo giòn. Giờ mình cho ra dĩa, vừa ăn lắm rồi đó. Bây giờ mình cho ra dĩa. Này gỏi dưa leo. Gọi là gỏi chay. Nhon dậm mà. Ăn chay thì những cái món chay thì cũng đơn giản lắm. Nhưng mà mình chịu khó chế biến là ăn chay nó đỡ ngán. Nên mình sẽ rưới lên đây một miếng lên nè. Nó thấm là ngon lắm luôn á. Đây mình đã xong một món gỏi chay. Đó là dưa leo, cà rốt và sườn chay. Cái sườn chay mình xé nhỏ nhỏ ra mình chiên á, cái độ giòn lắm mà nó thấm dầu vô á, lúc mình trộn á thì chua chua ngọt ngọt á, thì cái sườn chay ăn vô nó rất là thấm. Mình sẽ chấm với cái nước mắm chay này. Mắm chay này tại vì mình hay xài cái ớt không cay á, nhìn nó nhiều vậy chứ nó không có cay đâu nha. Nó không có cay chút xíu nào, gọi là ớt sừng không cay. Cái mùa chay này mình sẽ làm nhiều hơn những cái món chay. Tại vì tháng này tháng 7 á, mình sẽ làm những món chay nhiều hơn cái món mặn.